bán ở bên kia phải không? Không rồi. Chịu phải không? Dạ không có. Đâu nó bán đâu bên bên kia mà. Thấy cái TikTok nó nằm bên kia mà. Dạ. Đó, ở bên này đi chứ. Không biết à. Con là lính mới. Đâu mà thằng Nghĩa nè. Dạ. Thấy nó bán bên Chợ Lớn ngay Bình Đông vậy. Nó bán đắt không à? Đây là chính, không có chi nhánh. Số có thể cho con à, có cái miếng vỏ đó. Dạ được không? Dạ được. Không chết là có ăn thôi, chết rồi. Ok không chú? Lắm. Có giấy nè chú. Còn nếu mà cái hộp lép kia thì sao? Thế nào chú? Cha mẹ nói gì sửa sửa hộp lép? Sửa lép là nó cho con trao nó nhão. Cái này có thể không chờ thế đó. Bao chú? Cái gà đấy. Cái này ra. Mấy cái vỏ này nó bị ra vô không? Dạ không, nó còn cái màng là không vô được chú. Khi nào mà nó nổ bông là không vô. Nói chung con bán cho người ta dễ ăn chứ không có sợ lắm. Bao giờ nửa phút này nữa thôi. Ok không? 274 ngàn chú ơi. Chứ nữa không? Thôi bạn cho hộp vậy đó đi. Thêm hộp nữa. Mua 2kg là ta lấy 600 đi đó. Dạ. Đây có tá này cũng ngon lắm nè. Tá này nãy con cua ra mà cái cô kia bá chê hơi nhão. Dạ. Tôi đã bán cho lên ký bà ơi. Dạ. Dạ. Hả? Dạ đi sáng 110 một ký. Chảo nó 110 một ký. Dạ, chú cây đó, rất luôn á. Tập mở cái nhỏ đi mà mình cân cái đường không là 310 một ký chú. Wow. Cái lên cân thì một ký. Cái mú rồi. Cái mú rồi. Cái mú rồi. Bao ăn luôn đi đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng ta đi ra ngoài. Dạ nó xong rồi. Tại vì sợ tắt ra rồi gió nó vô để hiểu không? Dạ. Không có gió vô rồi chắc sẽ hàng tới á. Đâu có gì đâu, người ta nó lấy quán cá người khác được. Không sao hết. Anh đọc comment gì mà anh cười với anh xấu á, 110 một ký. Nấu sầu riêng á. Đang loại hot TikTok nữa. Rồi. Còn à. Đúng không anh? Cơm là lợi hại nhất. Khỏi sợ vỏ dày vỏ mỏng vậy. Trời lên cả hai cái tiền. Dạ. Đó hai hộp rồi. 310. 59.000 thêm 10.000 nữa đi. Nó chẳng 60. Là mấy trăm? 600 đó chú. Đây như một cái nhỏ này. Rồi 601 con. Hơi hố xíu. 600 phải không? Dạ 601. 13 luôn á trời. Là sao? Dạ 613.000 còn 601. Dạ. Có 600 mà. Khỏi đây không? Đây là quản lý tài chính. Con ông có lên. Ôi trời ơi, anh kêu còn 600 kìa. Kìa, chú kêu chú còn 600 kìa. Trời ơi, con mua triệu. Từ nãy gặp ha, tập toàn đại gia không à. Trời ơi. Thì con cũng nói vậy thôi chứ chú đổi sao. Dạ 205.000 á thôi chú. Nãy chú kia cũng kêu chú còn cái 200 mà chú móc ra. Rồi cảm ơn anh.
đừng có thối nha. Đừng gì chú, sao mà thối, riêng đâu có thối được chú. Thôi tao đâu có ăn với anh chờ rồi nhưng mà cô thử hồi nãy nói như ta 200 mét nữa. Dạ đúng rồi, tại chỗ luôn. Dạ 200 là đúng rồi, đúng rồi, còn 205 bớt đâu. À, con đính là con không có quyền lý quyết định nữa. 200 rồi. Dạ, hỏi bên đây à, con không biết à. Tàu riêng kìa. Sao chị? Có sầu riêng ri 6 miền Tây và ri 6 miền Đông. Có thái không? Dạ không, bên em hết đấy. Dạ trái thì 130 chị. Một trái thì em còn 2 kg gì đó. Không chị lấy nữa đi cơm đi. Okay.
244. Dạ. Ở sau đó chị. Cắt qua đường ngay sau đi kìa giùm. Chào tới bà chủ lên nè. Rồi, cho bà chủ lên sóng kìa. Bà chủ đâu? Tới bà chủ lên sóng. Ngày nào cũng coi tí tóc à? Cái gì? Cái gì? Không, không phải tên ảnh, không phải tên chú Thị, mà cái tên gì Cuộc Sống Sài Gòn. Ờ, à, đây nè. Vậy là về coi Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Rồi, bữa nay gặp người hâm mộ. Rồi, cảm ơn em nha. Về coi YouTube trước nha. Đó bà chủ à? Ăn no xong rồi ra khui để cho lính lát rồi nó nghỉ ngơi chứ. Ăn no về ngủ à? Ăn no về ngủ mau lớn kìa. Rồi khách nào vô khui tiếp coi. Tám giờ mới đi. Tám giờ dữ vậy hả? Tám giờ khách mới đi hả? Trời ơi. Bà chủ mới vừa đi ăn xong rồi về chuẩn bị tinh thần để vô khui sầu riêng nè. Hả? Motion King. Đó. Kinh quá trời chính chứ, nhìn thấy là biết rồi. Ra thùng kìa, bé Tiên bắt đầu ra thùng mới ông bà cô chú. Đập hộp luôn hả? Bé Tiên đập hộp sầu riêng. Có không? Đưa cho bà cái motion king kìa. Hai tay bốn cái. Dũng hồi nãy nó đem mấy cái đống chanh thiệt là đẹp á. Nó đem mấy trái đẹp nhất. Nó đem mấy trái đẹp nhất để lên cây. Đống thiệt là đẹp xong rồi đem mấy trái để mấy trái mà đẹp nhất á để lên cây. Ủa
một trái đập hộp à. Nước à, chín cây hả? Chỗ cầm với trái rồi đứng đó rồi đứng đó. Ngồi xuống. Rồi. Khách kia. Rồi ok. Vô khui sầu riêng luôn kìa. Rồi 8,5 kg để lại. Nói cao hổ ôi. Có sao đâu vậy? Có sao đâu? Coi có cái hộp nào nó ráo cái kiểu gì ăn không? Ừ. Cái này nó miệng cơm á. Thơm á. Thử có cơm cái ba đi sao được không? Sao đây? Hổ cơm. Cũng dám lột cái đầu kia luôn á. Thích luôn.